Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri thị xã Bình Minh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân sụt giảm chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2014. Tin trong nước, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đơn giản quá 4.471 thủ tục hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Hôm qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với trên 160 cử tri xã Đông Thạnh và phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm, dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thị xã. Cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh thời gian qua. Cử tri xã Đông Thạnh kiến nghị cần gia cố các tuyến đê bao và đường giao thông nông thôn đang sạt lở, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông, kịp thời mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật giai đoạn đầu mùa vụ cho bà con nông dân để tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng cường quản lý vật nuôi và dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, có biện pháp xử lý tình trạng buôn bán vật tư nông nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân. Tại phường Đông Thuận, cử tri kiến nghị cần nâng cấp mở rộng quốc lộ 54 vì hiện nay tuyến đường này bị hư hỏng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Hỗ trợ chi phí đường dây và hạ thế điện cho hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ. Xét hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ nghèo, đối tượng chính sách để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP. Có chính sách cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo để người dân có vốn sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Những kiến nghị của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ghi nhận và trình lên kỳ họp sắp tới. Chiều ngày 10 tháng 11, tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Bình Minh, cụm thi đua khối huyện, thị xã, thành phố tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2015. Năm 2015, phong trào thi đua quyết thắng của cụm đạt nhiều kết quả tích cực. Các mục tiêu về ý chí mạnh, trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Kết quả cụ thể, 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao. Kiểm tra các nội dung có trên 75% khá giỏi trở lên, khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, thực hiện phong trào thi đua lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới đều đạt kết quả tích cực toàn diện với hàng trăm tập thể và cá nhân đã được khen thưởng. Hội nghị cũng dành thời gian tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của từng thành viên trong cụm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm hướng khắc phục. Tổng kết đánh giá chất lượng hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, công tác thi đua khen thưởng năm 2015, cụm thi đua khối đã bàn giao đơn vị cụm trưởng năm 2016 cho đơn vị Ban Chỉ huy quân sự thị xã Bình Minh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra khảo sát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều cho trên 120 đối tượng là thành viên của Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện và xã của huyện Bình Tân. Nội dung tập huấn gồm cách đánh giá và quy trình điều tra khảo sát hộ nghèo và cận nghèo theo quyết định của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020. Buổi tập huấn nhằm hướng đến việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách, thu thập được cơ sở dữ liệu chính xác. Qua đó, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các giải pháp phù hợp thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tối qua, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long đã khai mạc hội thi tiếng hát sư phạm tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 năm 2015. Tham dự hội thi có 10 đoàn đại diện cho các phòng giáo dục đào tạo và các trường đại học cao đẳng trong tỉnh với 600 thí sinh. Mỗi đoàn thi diễn trong thời gian 40 phút với nhiều tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, cuộc sống mới, mái trường, tình cảm thầy trò, nghề giáo và tình cảm trong sáng của tuổi học sinh. Hội thi được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo sân chơi nghệ thuật, thư giãn tinh thần sau những giờ dạy và học cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Đồng thời cũng là dịp để các thầy cô giáo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát huy năng khiếu ca múa, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhà giáo. Hội thi sẽ công diễn và trao giải vào tối ngày 13 tháng 11 năm 2015. Hội khuyến học phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Long vừa tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn thành phố.
Có 47 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long được nhận học bổng. Trong đó, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Vĩnh Long hỗ trợ 26 suất, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Long hỗ trợ 18 suất, trị giá 600.000 đồng một suất. Nhà tài trợ Hồ Văn Chính, ngụ tại phường 4, thành phố Vĩnh Long, hỗ trợ 3 suất học bổng, trị giá 500.000 đồng một suất. Tổng trị giá các suất học bổng là 33,1 triệu đồng. Thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, từ đầu năm đến nay, Hội khuyến học thành phố Vĩnh Long đã vận động tặng trên 614 suất học bổng, trợ cấp khó khăn cho các em học sinh nghèo học giỏi thành phố Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, tại trường tiểu học Tô Hùng Dĩ, ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, hàng trăm học sinh để đến trường phải qua sông Cái Tàu, Sóc Tro trong điều kiện không an toàn. Trước đây, các em học sinh đến trường bằng đường bộ. Tuy nhiên, từ năm học 2014-2015, thực hiện đề án sáp nhập trường của huyện Tam Bình, trường tiểu học Long Phú B, xã Long Phú giải thể. 53 học sinh của trường này được đưa về học tại trường Tô Hùng Dĩ. Do địa bàn hai xã được ngăn cách bởi sông Cái Tàu, Sóc Tro, các em qua sông bằng xuồng nhỏ rất nguy hiểm. Hiện tại, nhà trường cũng như chính quyền địa phương đang ra sức vận động các nhà hảo tâm tài trợ địa phương xây dựng cầu qua sông để đảm bảo cho học sinh qua lại, cũng như tạo điều kiện cho người dân đi lại được dễ dàng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì hội nghị đánh giá nguyên nhân sụt giảm chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2014 và đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới. Tham dự hội nghị còn có đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, quận, thị, thành phố và xã phường. Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, phản ánh toàn bộ việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Kết quả, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long năm 2014 xếp hạng 57 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước, tụt 17 bậc so với năm 2013 và 47 bậc so với năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt kết quả thấp là do vai trò tham mưu của các sở ngành chưa quyết liệt và chưa có quyết tâm cao trong việc khắc phục những hạn chế của các năm trước. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch hàng năm trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước còn chậm, xây dựng báo cáo không sát, không đánh giá được mức độ thực hiện kế hoạch. Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong những năm tới, giải pháp được đưa ra tại hội nghị sáng nay là các ngành các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trong cải cách hành chính. Trong đó, Sở Nội vụ cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Sở Tư pháp có trách nhiệm nhắc nhở các sở ngành về việc thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính. Riêng với Sở Thông tin và Truyền thông cần tổ chức hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm. Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý và kiểm tra xây dựng 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015. Thực hiện công tác quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng, đến nay thành phố Vĩnh Long đã hoàn thiện báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân khu phường 2, phường 8, phường 9 trình Sở Xây dựng Vĩnh Long thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khu sinh thái Cồn Dông và nhà vườn kết hợp nuôi trồng thủy sản xã Tân Hội. Đồng thời cấp 668 hồ sơ giấy phép xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng trên địa bàn. Về công tác kiểm tra xây dựng, ngành chức năng và các phường xã đã kiểm tra 408 trường hợp xây dựng nhà ở, công trình, qua đó phát hiện 70 trường hợp xây dựng không giấy phép, sai giấy phép, xử phạt vi phạm gần 45 triệu đồng. Thời gian tới, ngành chức năng và các phường xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để giúp người dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của nhà nước về lĩnh vực xây dựng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và phát huy vai trò của tổ nhân dân tự quản, từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng sai trái nhằm tiến tới xây dựng thành phố Vĩnh Long ngày càng trở nên văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Hội chợ Thương mại Nông nghiệp Vũng Liêm Vĩnh Long 2015 diễn ra tại huyện Vũng Liêm. Đây là hội chợ do Sở Công Thương Vĩnh Long phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm tổ chức. Hội chợ Thương mại Nông nghiệp Vũng Liêm Vĩnh Long năm 2015 với quy mô cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015 tại sân vận động huyện Vũng Liêm. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 thành công tốt đẹp. Chào mừng kỷ niệm 75 năm Nam Kỳ khởi nghĩa và kỷ niệm 93 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Anh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Hội chợ là ngày có ý nghĩa kinh tế chính trị quan trọng của tỉnh
và của địa phương huyện Vũng Liêm, vừa tạo điều kiện cho các nhà doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu sản xuất của nhân dân vùng nông thôn, vừa hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Chính trị về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội chợ năm nay có 102 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với 176 gian hàng, trưng bày các sản phẩm hàng tiêu dùng, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ, may mặc, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lương thực thực phẩm, viễn thông, sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, giống cây trồng. Theo ban tổ chức, hàng hóa phục vụ tại hội chợ khá phong phú, có nhiều sự lựa chọn mua sắm các mặt hàng chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của người dân địa phương. Đặc biệt, chất lượng hàng hóa và giá cả được kiểm soát chặt chẽ. Trước khi chọn lựa, chúng tôi có cái yêu cầu là bà con phải đăng ký, doanh nghiệp phải đăng ký mặt hàng. Và cái vấn đề hàng hóa đó, nó phải được bày bán tại hội chợ đúng với cái đăng ký của doanh nghiệp. Chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp là phải có đầy đủ là cái nhãn hiệu, đấy, bản niêm yết giá, đấy, rồi là phải rõ nguồn gốc xuất xứ. Còn ví dụ bà con mà doanh nghiệp mà vi phạm, trà trộn lẫn hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng, thì chúng tôi là có cái lực lượng đội quản lý thị trường là xuyên suốt, là túc trực, kiểm tra thường xuyên tại hội chợ lần này. Đó, để làm cho sau là cái hàng hóa tại hội chợ nó càng ngày là nó càng nâng cao được cái chất lượng hơn, đảm bảo về mặt là an toàn hơn cho người tiêu dùng. Hội chợ tỉnh mình tổ chức cái lần nào cũng tham gia, bởi vì mình về địa phương đây mình bán rất là tốt. Chung qua cái hội chợ đó thì cái hàng mình đó bán chạy hơn nữa. Cái hội chợ chuyến này đó thì thấy nó đông hơn mấy cái hội chợ trước, thấy bà con rồi đi cũng nhiều. Đây là lần thứ hai hội chợ thương mại nông nghiệp do Sở Công Thương Vĩnh Long phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm tổ chức. Qua hội chợ lần này, hy vọng sẽ tạo được mối liên kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng, để hàng hóa trong nước ngày càng được hoàn thiện hơn về mẫu mã, chất lượng, giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13. Sáng nay, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Với sự tán thành của 392 trên 435 trên 79% đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.019.200 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước GDP. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng một tháng lên 1.210.000 đồng một tháng, tăng khoảng 5% đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2.34 trở xuống, không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu trợ cấp ưu đãi người có công tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. Quốc hội cũng giao chính phủ rà soát quy mô, thiết kế, hiệu quả và phân bổ 14.259 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Nguyên, khắc phục việc giảm quy mô gây ách tắc giao thông và từng bước hoàn thành đồng bộ các tuyến tránh, kết nối của hai tuyến đường này. Trong nghị quyết được thông qua, Quốc hội giao chính phủ trong năm 2015 và năm 2016 được phát hành tổng mức tối đa 3 tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của chính phủ. Tính đến hết quý 3 năm 2015, các bộ ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.471 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 95%. Theo đó, 9 trên 9 bộ được giao rà soát đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm đã hoàn thành hệ thống hóa thủ tục hành chính quy định liên quan. 6 trên 9 bộ, trong đó có Bộ Công an đã hoàn thành nghiên cứu đề xuất phương án đơn giản hóa gửi Bộ Tư pháp tham gia ý kiến. 17 trên 24 bộ cơ quan đã hoàn thành danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa. 6 bộ ngành hoàn thành việc ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý. Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng, các bộ tiếp tục triển khai hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn trước ngày 31 tháng 12.
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa ra thông báo về tình hình dịch tả bùng phát tại Iraq và lan sang một số nước trong khu vực Trung Đông. Theo đánh giá, thì khả năng dịch tả lây lan vào Việt Nam là thấp. Trước đó, đã ghi nhận ít nhất 2.200 người mắc bệnh dịch tả tại Iraq. Trong đó, có 6 trường hợp tử vong, 20% trường hợp nhiễm bệnh rơi vào trẻ em. Cục Y tế Dự phòng nhận định, nguy cơ dịch tả từ Iraq xâm nhập vào nước ta là thấp do bệnh lây lan qua đường tiêu hóa. Trong khi sự giao lưu thương mại, du lịch và lao động của Việt Nam và Iraq trong thời điểm hiện nay không nhiều. Tuy nhiên, ngành y tế và người dân không nên chủ quan, do bệnh tả có những trường hợp người lành mang trùng nên có thể có những du khách, người dân đi đến và qua vùng dịch từ khu vực Iraq về Việt Nam có thể mang mầm bệnh xâm nhập vào nước ta. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các nội dung như sau: vệ sinh cá nhân, môi trường, đảm bảo ăn chín uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch. Bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu ngừng ca mắc bệnh, đặc biệt là người lớn. So với năm 2014, số ca mắc sốt xuất huyết ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trên 100% và đã có 5 ca tử vong, trong đó có cả phụ nữ mang thai. Vào những ngày đầu hoặc cuối tuần thì số bệnh nhân sốt xuất huyết phải nhập viện càng đông hơn. Cao điểm khiến cho bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép chung với nhau và giường bệnh cũng được kê ra tận hành lang bệnh viện. Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều giải pháp phòng chống từ kiểm tra giám sát đến phạt vi phạm hành chính. Nhưng đến nay, dù khi sắp hết mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Do đó, người dân nên có ý thức thực hiện các biện pháp phòng ngừa triệt để, tránh mắc và không để bệnh diễn biến nặng hơn, đặc biệt đối với các thai phụ. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin thế giới với các nội dung chính như sau. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí mới có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa Mỹ. Liên minh châu Âu cho phép hãng sản xuất ô tô Volkswagen có 10 ngày để xác định chính xác số lượng xe đã cài đặt phần mềm gian lận khí thải. Phim về điệp viên 007 có tựa đề Spectre hay Bóng Ma lập kỷ lục Guinness mới với hạng mục vụ nổ lớn nhất trong một bộ phim. Tổng thống Nga Vladimir Putin đêm qua giờ Việt Nam tuyên bố Moscow sẽ đối phó với chương trình phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu bằng việc triển khai các hệ thống vũ khí tấn công mới có khả năng xuyên thủng hệ thống lá chắn tên lửa này. Cho đến lúc này, Mỹ vẫn khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là nhằm ngăn chặn mối đe dọa tên lửa từ Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chứ không có khả năng đối phó với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng Nga tại khu dinh tổng thống ở thành phố Sochi, Tổng thống Putin khẳng định rằng việc Mỹ tiếp tục xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa là hành động bất chấp thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với Iran. Mỹ nói về mối đe dọa tên lửa hạt nhân của Iran và Triều Tiên chỉ nhằm che đậy các kế hoạch của họ. Nhiệm vụ thực sự của các hệ thống lá chắn tên lửa này là vô hiệu hóa khả năng hạt nhân của các nước khác, trong đó có Nga, nhằm đạt được mục đích trở thành một siêu cường quốc quân sự trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Moscow sẽ đáp trả bằng việc phát triển các hệ thống tấn công có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Trong 3 năm qua, các tổ hợp công ty quân sự công nghiệp đã thiết kế và thử nghiệm thành công một số hệ thống vũ khí đầy triển vọng, có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong hệ thống tên lửa đánh chặn. Hệ thống như vậy sẽ được triển khai trong năm nay. Thông tin nói trên nổi lên giữa lúc quan hệ giữa Nga với Mỹ cũng như các đồng minh NATO của Mỹ đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Suốt nhiều năm qua, Điện Kremlin không ngừng phản đối hệ thống lá chắn tên lửa do Mỹ khởi xướng do lo ngại hệ thống này có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, từ đó đe dọa nghiêm trọng sức mạnh của hệ thống răn đe hạt nhân của Nga. Đêm qua và Việt Nam, Liên minh đối lập cánh tả của Bồ Đào Nha đã hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu của nước này trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Động thái trên diễn ra chưa đầy 2 tuần lễ sau khi chính phủ tuyên thệ nhậm chức. Với 123 phiếu chống trên tổng số 230 ghế Quốc hội, Liên minh mới được thành lập gồm Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản và các đồng minh đã bác bỏ chương trình thắt lưng buộc bụng do chính phủ trung hữu đề xuất. Hành động này đã khiến chính phủ của Thủ tướng Pedro Passos Coelho sụp đổ. Liên minh cầm quyền tuy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng trước, nhưng không đạt được thế đa số tại Quốc hội. Ngay lập tức, chính phủ vừa bị hạ bệ của Bồ Đào Nha cảnh báo, việc bác bỏ chương trình thắt lưng buộc bụng sẽ gây hoảng loạn thị trường và các nhà đầu tư trong bối cảnh Bồ Đào Nha đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Trước đó, ngày 27 tháng 10,
nhà lãnh đạo Liên minh Trung hữu ở Bồ Đào Nha, Thủ tướng Coelho đã công bố chính phủ thiểu số của ông sau hơn 3 tuần diễn ra cuộc bầu cử quốc hội ở nước này. Đây là chính phủ có thời gian tồn tại ngắn nhất của Bồ Đào Nha kể từ khi nước này quay trở lại chế độ dân chủ năm 1974. Thủ tướng Slovenia Mirosera đêm qua tuyên bố nước này sẽ dựng các hàng rào kỹ thuật tạm thời trong vài ngày tới tại đường biên giới giáp với Croatia nhằm ứng phó tốt hơn với dòng người di cư. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ljubljana, Thủ tướng Sera nhấn mạnh. Chúng tôi được biết, trong lúc này đang có gần 30.000 người di cư đang đổ về Slovenia và số người di cư từ Hy Lạp tìm đường đến khu vực Trung Âu này sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định dựng các rào cản tạm thời để ứng phó với tình hình này. Tuy nhiên, Thủ tướng Slovenia nói thêm rằng biện pháp trên không đồng nghĩa với việc nước này đóng cửa khẩu biên giới, mà chỉ muốn kiểm soát dòng người di cư và ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Theo số liệu thống kê, hơn 170.000 người di cư đã tới Slovenia kể từ giữa tháng 10 vừa qua. Thời điểm Hungary đóng cửa biên giới phía nam với Croatia khiến dòng người di cư chuyển hướng sang Slovenia. Trong một diễn biến khác, đêm qua, cơ quan giám sát biên giới Liên minh châu Âu EU Frontex thông báo số người di cư vào EU trong 10 tháng đầu năm nay đã lên đến 1,2 triệu người, gấp 4 lần so với năm ngoái. Đây là một con số kỷ lục trong lịch sử của EU. Ngày 10 tháng 11 tại Mỹ, tức đêm qua giờ Việt Nam, hàng chục ngàn người lao động đã tham gia cuộc tuần hành đình công tại hơn 270 thành phố lớn trên khắp nước này nhằm yêu cầu tăng lương tối thiểu hiện nay từ 7,25 đô la một giờ lên 15 đô la một giờ. Cho tới nay, vấn đề bất bình đẳng về thu nhập của người lao động là một trong những chủ đề nóng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Phần lớn các ứng cử viên của đảng Cộng hòa phản đối thay đổi mức lương tối thiểu đang áp dụng hiện nay với lý do tăng lương sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng việc làm. Ngược lại, hầu hết các ứng cử viên của đảng Dân Chủ ủng hộ chủ trương tăng lương tối thiểu của các nghiệp đoàn. Tham gia tuần hành có các công nhân làm việc cho chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's, công nhân làm việc cho các hãng chuyển phát hàng như FedEx hay chuỗi siêu thị Walmart và Target. Phong trào đấu tranh vì 15 đô la một giờ đã tiến hành các cuộc đình công và tuần hành đòi tăng thu nhập cho người lao động Mỹ lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2012 tại thành phố New York. Tuy nhiên, cuộc đình công năm nay được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có và diễn ra đúng một năm trước ngày Mỹ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới. Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã ủng hộ tăng lương tối thiểu lên 12 đô la một giờ, trong khi ứng cử viên Bernie Sanders cũng thuộc đảng này thậm chí còn ủng hộ tăng lương lên 15 đô la một giờ. Theo các ứng cử viên của đảng Dân Chủ, tăng lương cho người lao động có ý nghĩa quyết định tới việc góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng lớn tại Mỹ. Kết quả thăm dò mới đây cho thấy khoảng 48 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bầu cử cho biết họ có thể bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống nào ủng hộ tăng lương tối thiểu lên 15 đô la một giờ. Cơ quan kiểm soát năng lượng của Liên minh châu Âu EU đã cho phép hãng sản xuất ô tô Volkswagen của Đức có 10 ngày để làm rõ chính lời thú nhận của hãng này về việc số xe thực tế được cài đặt phần mềm gian lận khí thải của hãng ở châu Âu nhiều hơn gần 1 triệu chiếc so với con số được khai báo trước đó. Đây là một trong những bước đầu tiên của EU trong quy trình xử phạt đối với Volkswagen. Trước đó, EU đã phải nhận khá nhiều chỉ trích khi giữ im lặng quá lâu, mặc dù cơ quan này có thẩm quyền rất cao trong việc xử lý những vụ việc liên quan tới gian lận khí thải, một trong những yếu tố gây ra hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu. Hồi tuần trước, Volkswagen đã gây bất ngờ khi thừa nhận công ty đã khai sai lệch số xe được cài phần mềm gian lận khí thải với cơ quan kiểm soát của EU. Con số khai báo thấp hơn con số thực tế khoảng 800.000 xe tại châu Âu. Các khoản nộp phạt, bồi thường và chi phí kiện tụng sẽ tiêu tốn của hãng sản xuất xe hơi đứng thứ hai thế giới liên quan đến vụ việc này sẽ lên tới vài chục tỷ đô la. Tiếp nối chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Giới chức an ninh Pháp vừa cho biết, cảnh sát nước này hôm qua đã phá vỡ một âm mưu tấn công nhằm vào căn cứ hải quân Toulon, miền nam nước Pháp. Theo đó, một nam thanh niên mang quốc tịch Pháp 25 tuổi đã bị bắt giữ. Đối tượng này thừa nhận có liên hệ với một người Pháp đang tham chiến trong hàng ngũ của tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Syria để lên kế hoạch tấn công nhằm vào các quân nhân ở Toulon. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 18 đối tượng tình nghi tuyển mộ các tay súng cho mặt trận Nusra ở Syria, nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Vụ bắt giữ được tiến hành trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào ngày 15 và ngày 16 tháng 11 tới ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số những đối tượng bị bắt giữ, có hai phụ nữ và một số người vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị thương trong lúc giao tranh ở nước láng giềng Syria.
Đêm qua, Giờ Việt Nam với 91 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật quốc phòng sửa đổi, qua đó cấp phép cho việc giải ngân khoản chi tiêu quốc phòng lên tới hơn 600 tỷ đô la. Kết quả này cho thấy dự luật đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa tại Thượng viện. Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật. Sau khi được lưỡng viện Quốc hội thông qua, dự luật sẽ sớm được Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Ông già Noel vốn là hình ảnh không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh. Những ai còn nghi ngờ về sự tồn tại của nhân vật đáng yêu này hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi mới đây có tới 40 ông già Noel tốt nghiệp sau khóa huấn luyện tại trường Santa ở Brazil. Trường Santa được thành lập vào năm 1993 nhằm giúp những người muốn quá thân thành ông già Noel trở nên chuyên nghiệp hơn. Trong lớp học, họ được hướng dẫn các kỹ năng biểu diễn và cách giao tiếp thân thiện gần gũi với trẻ nhỏ, chứ không chỉ là mặc quần áo màu đỏ và mỉm cười. Với bộ râu trắng toát và nụ cười sảng khoái, 40 ông già Noel đã nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ được tổ chức trên vịnh Guanabara ở thành phố Rio de Janeiro. Họ cũng trao quà Giáng sinh sớm cho một nhóm các em nhỏ tại đây. Thật tuyệt vời khi bạn đặt món quà vào tay các đứa trẻ. Khi bạn nhìn thấy niềm vui thể hiện trên gương mặt của chúng, bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đây là việc làm mà tôi mơ ước từ rất lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp, những người tham gia lớp học mang tên những ông già tốt bụng giờ đây đã có thể làm việc như một ông già Noel thực thụ. Họ sẽ tới các trung tâm mua sắm trong thành phố để phát quà và chơi đùa với các em nhỏ. Tính đến năm 2010, đã có hơn 400 ông già Noel tốt nghiệp tại trường Santa. Các pha hành động mạo hiểm và các vụ nổ trong các bộ phim về chàng điệp viên James Bond đã không còn xa lạ với khán giả màn ảnh rộng. Thế nhưng, với những cảnh quay hoành tráng, phần mới nhất mang tên Spectre hay Bóng Ma của loạt phim này vừa lập kỷ lục thế giới mới với hạng mục vụ nổ lớn nhất trong một bộ phim. Nam diễn viên Daniel Craig, người từng 4 lần đảm nhận vai điệp viên 007, cùng nữ diễn viên Lea Seydoux và nhà sản xuất Barbara Broccoli đã cùng nhau đại diện nhận giấy chứng nhận từ sách kỷ lục Guinness Thế giới tại sự kiện giới thiệu bộ phim Spectre ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo thông báo trên trang web của mình, tổ chức sách kỷ lục Guinness cho biết, người chính thức nắm giữ kỷ lục nói trên là ông Chris Cobal, giám sát hiệu ứng đặc biệt của Spectre và cũng là người tạo ra vụ nổ ấn tượng trong phim. Với thời gian kéo dài 7,5 giây, vụ nổ được thực hiện tại Maroc này có sức công phá tương đương 68,47 tấn thuốc nổ TNT. Vụ nổ được tạo ra bằng 8.418 lít dầu quả và 33 kg bột thuốc nổ. Tuần trước, bộ phim Spectre đã kiếm thêm 73 triệu đô la tại khu vực Bắc Mỹ, trở thành bộ phim ăn khách thứ hai trong lịch sử các phim về điệp viên 007. Ở thị trường quốc tế, Spectre cũng thống trị các bảng xếp hạng với doanh thu 117,8 triệu đô la từ 76 quốc gia chỉ trong dịp cuối tuần qua. Bộ phim này dự kiến sẽ thu về thêm hàng triệu đô la nữa sau khi được công chiếu tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 11. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.